Khắc phục những điểm yếu kém bất cập để du lịch Việt Nam phát triển là nội dung chính được đề cập tại hội thảo triển khai nghị quyết 92 và kích cầu du lịch diễn ra vào ngày 5 tháng 4 tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế 15. Du lịch Việt Nam hiện phát triển chưa tương xứng với những tài nguyên, danh lam thắng cảnh của đất nước vì năng lực cạnh tranh thấp so với các nước trong khu vực ở cả ba yếu tố như cấp thị thực, đường hàng không và điều kiện tiếp cận thông tin. Để giải quyết tình trạng này, nghị quyết 92 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới đã được thông qua. Đây được coi là cột mốc đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Có 5 cái nội dung cơ bản. Nhằm cái nhóm giải pháp cơ bản và từng nhóm giải pháp cơ bản thì có trách nhiệm rất rõ ràng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ví dụ như vấn đề nhận thức về nâng cao cái nhận thức về du lịch thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải chủ trì để xây dựng cái chỉ số đánh giá và xếp hạng cái năng lực cạnh tranh của các cái điểm đến du lịch. Thông qua đó chúng ta lấy ý kiến của các doanh nghiệp, các khách du lịch, của các cái cơ quan truyền thông và các cơ quan quản lý để đánh giá cái năng lực cạnh tranh, cái sự hấp dẫn của các điểm đến. Bên Tổng cục Du lịch cũng phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2015 với chủ đề Người Việt Nam du lịch Việt Nam, mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc. Chương trình này góp phần khắc phục sự suy giảm khách du lịch quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch nội địa. Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đạt 37,5 triệu lượt khách nội địa trong năm 2015 để bù đắp cho sự suy giảm của lượng khách du lịch quốc tế. Theo đó, chương trình khuyến khích các địa phương thực hiện chính sách khuyến mãi, giảm giá vé, lệ phí tham quan. Riêng với các doanh nghiệp thuộc ngành du lịch tham gia chương trình sẽ giảm giá dịch vụ từ 10% trở lên, liên kết hình thành các tour khuyến mãi cho khách du lịch đi theo đoàn.